Chúng tôi không sử dụng để so sánh là bởi vì doanh thu của công ty này chỉ khoảng 4-5.000 tỷ thôi. Nhưng mà nếu như tính từ năm 2009 đến nay thì công ty này tăng từ 2.000 mà tăng tới 120.000, tức là tăng gấp 60 lần cho 10 năm thưa anh chị và các bạn. Hoặc một công ty khác là công ty Phú Tài PTB thì mức tăng là từ 2.000 lên 80.000, sau 10 năm là tăng 40 lần. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cùng so găng giữa kinh tế Mỹ và kinh tế Việt Nam để thấy rằng là những cái số liệu mà một số sắc tăng trên cái chương trình sắc tăng Việt Nam đưa ra thực chất thì cũng chưa hẳn là đúng lắm. Và qua cái câu chuyện này thì chúng ta cùng nhau để tìm hiểu xem là đầu tư trên thị trường chứng khoán và đầu tư bất động sản thì thực tế thì kênh nào đầu tư có cái mức sinh lời cao hơn, và chúng ta nên cân nhắc trong những lúc mà thị trường kinh tế tạo đáy xu hướng thì đầu tư vào đâu thì nó phù hợp hơn, và tùy thuộc vào cái khả năng hiểu biết của từng người. Thì điểm đầu tiên mà chúng tôi muốn nói tới đó là trong cái câu chuyện sắc tăng Việt Nam trong ít ngày gần đây thì sắc bình, một trong những cái cá mập mới xuất hiện trên cái chương trình sắc tăng Việt Nam, thì đưa ra rằng là kinh tế Mỹ thì gấp 10 lần kinh tế Việt Nam. Liệu cái số liệu này mà sắc bình đưa ra có phải là ngáo về số liệu hay không? Có phải là những cái số liệu thực chất là chỉ là cảm tính của sắc bình hay không? Thì chúng ta hãy cùng đi tới những vấn đề liên quan tới kinh tế Mỹ, kinh tế Việt Nam và so găng hai nền kinh tế. Hiện nay thì kinh tế Mỹ tính theo GDP của Mỹ thì khoảng tầm 20.518 tỷ đô la Mỹ. Và Việt Nam của chúng ta thì tính theo GDP danh nghĩa thì khoảng 241 tỷ đô la Mỹ. Như vậy là riêng tính về GDP thì kinh tế Mỹ gấp kinh tế Việt Nam 85 lần. Và 20.513 tỷ đô la Mỹ so với cái tổng GDP toàn thế giới là 84.835 tỷ đô la Mỹ thì kinh tế Mỹ chiếm khoảng 24% GDP toàn thế giới. Và đây là một trên tổng số cái quốc gia mà thống kê của World Bank năm 2018 là 187 nước thì GDP Mỹ là chiếm 24%. Còn Việt Nam thì 241 tỷ đô la Mỹ với GDP thì chiếm 0,28% GDP. Và Việt Nam mình thì xếp thứ 131 trên 187 quốc gia. Còn Mỹ thì được xếp ở vị trí số 8 trên 187 quốc gia về thu nhập bình quân đầu người. Thu nhập bình quân đầu người của Mỹ là 62.600 đô la Mỹ cho một năm. Còn thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tính số liệu theo 2018 là 2.531 đô la Mỹ cho một năm. Và giữa cái gọi là cái chênh lệch giữa GDP thu nhập bình quân đầu người của Mỹ và Việt Nam thì của Mỹ gấp 25 lần so với Việt Nam. Như vậy là chỉ qua hai cái con số thống kê thì chúng ta đã thấy được rằng là cái việc mà đưa ra cái số liệu của sắc bình là hoàn toàn chưa đúng và chưa phù hợp. Đó chỉ là cái số liệu cảm tính của sắc bình thôi. Chúng tôi sẽ phân tích chi tiết hơn những cái doanh nghiệp trong nền kinh tế Mỹ và doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam để chúng ta thấy rõ hơn được cái câu chuyện này. Chúng ta hơn nước Mỹ ở một cái dữ liệu, đó là tốc độ tăng trưởng GDP. Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam là 7.7%, đứng thứ tư trên toàn thế giới, trên 187 quốc gia. Và chỉ sau 3 quốc gia thôi, anh chị và các bạn có thể tìm hiểu thêm trên Wikimedia. Tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ thì có 3.5% thôi. Và Mỹ thì xếp thứ 81 trên 187 quốc gia về tốc độ tăng trưởng GDP. Nhưng chúng ta cũng phải lưu ý rằng là tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ là 3.5%. Tuy vậy 3.5% của một cái GDP danh nghĩa là 20.513 tỷ đô la Mỹ thì nó tương đương với mỗi năm nền kinh tế Mỹ tăng thêm 718 tỷ đô la Mỹ, cộng với cái số mà của năm trước là 20.513 tỷ thì nó thực sự là con số tăng trưởng rất là khủng khiếp rồi. Còn với Việt Nam mình thì sao? Mặc dù xếp thứ tư trên toàn thế giới, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam là 7.7% theo báo cáo của Tổng cục Thống kê năm 2018. Tuy vậy thì tăng trưởng trên 241 tỷ đô la Mỹ thì nó tương đương với khoảng 18.6 tỷ đô. Vậy thì cái lượng mà gọi là tăng thêm so với lại cái lượng tăng thêm của Mỹ thì thực sự nó quá nhỏ bé, bởi vì người ta tăng thêm tới 718 tỷ, còn mình thì chỉ tăng thêm khoảng 18 tỷ, tức là mới bằng cái số lẻ của cái lượng tăng thêm mà GDP của Mỹ thôi.
Nói như vậy thì nhiều anh chị và các bạn vẫn phán pháo rằng là nền kinh tế Mỹ chỉ hơn Việt Nam đâu đó 10 đến 15 lần thôi. Tôi sẽ đưa ra một số cái số liệu thống kê cụ thể hơn, và đây là những cái số liệu thống kê lấy 3 doanh nghiệp tiêu biểu của nền kinh tế Việt Nam và 3 doanh nghiệp tiêu biểu của nền kinh tế Mỹ, cộng với việc là chúng ta sẽ đưa ra cái doanh thu lợi nhuận và cái tốc độ tăng trưởng của các cái chỉ số này. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng đưa ra cái tốc độ tăng giá của cổ phiếu của các cái doanh nghiệp của trên nền kinh tế Mỹ, trên chỉ số công nghiệp Dow Jones, trên chỉ thị thị trường chứng khoán Mỹ và trên thị trường chứng khoán Việt Nam, để chúng ta có góc nhìn và so sánh với lại cái mà chúng ta hay nói về bất động sản Việt Nam là 10 năm trở lại đây tăng 10 lần, không cần làm gì chỉ cần đầu tư bất động sản, đó là kênh đầu tư gọi là siêu lời. Thì thực tế mà nói thì trên thị trường chứng khoán nó cũng còn siêu lời hơn. Cụ thể như sau. Điểm đầu tiên mà chúng ta thường hay nghe thấy gần đây nhất đó là một trong những doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu thế giới, Amazon. Amazon mã chứng khoán là AMZN. Trên thị trường chứng khoán của Mỹ thì Amazon là bán rất nhiều thứ. Đây là một trong những cái doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu của Mỹ và cũng là hàng đầu trên thế giới. Thì chúng ta tìm ở trên thị trường ở Việt Nam thì không có một doanh nghiệp nào có tính tương đồng. Nhưng chúng ta có thể căn cứ vào cái doanh thu và lợi nhuận cao của một trong những cái doanh nghiệp lớn hàng đầu Việt Nam, đó chính là Vinamilk. Vinamilk thì chủ yếu là bán sữa và các chế phẩm từ sữa thôi. Thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể so sánh để thấy được rằng là nó có sự khác nhau như thế nào. Với Amazon thì doanh thu của Amazon tính theo năm 2018 là 232,88 tỷ USD. Còn doanh thu của công ty sữa Việt Nam Vinamilk thì 52,6 nghìn tỷ Việt Nam, tương đương với 2,2 tỷ USD. Như vậy là doanh nghiệp Amazon gấp 100 lần so với doanh nghiệp Vinamilk của Việt Nam. Với cái mức lợi nhuận gộp của Amazon là 93,731, tức là khoảng tầm 93,8 tỷ USD, và nó chiếm khoảng đâu đó khoảng tầm 40% doanh thu, 40% doanh thu trên lợi nhuận gộp. Còn Việt Nam thì sao? Vinamilk thì lợi nhuận gộp là 27,9 nghìn tỷ VNĐ, nó tương đương với 1,17 tỷ USD và nó chiếm khoảng tầm 53% doanh thu của Vinamilk. Về lợi nhuận ròng của Amazon thì Amazon sau khi trừ trọt hết tất cả các chi phí, lợi nhuận còn lại cho các cổ đông của Amazon là 10,07 tỷ USD và nó chỉ chiếm khoảng 4,3% doanh thu thôi. Để chúng ta thấy được rằng là cái tỷ lệ mà lợi nhuận sau thuế, lợi nhuận ròng ấy là nó chiếm một cái tỷ lệ rất thấp trên doanh thu, bởi vì doanh nghiệp càng lớn thì cái tỷ lệ này nó có phần là sẽ thấp hơn một chút. Còn với Vinamilk thì nằm ở khoảng 10,2 nghìn tỷ Việt Nam đồng và tương đương với khoảng 428 triệu đô la Mỹ. Nó chiếm khoảng 19,39% doanh thu. Và như vậy là chúng ta thấy được rằng là để so sánh một hai cái doanh nghiệp thì nó có phần hơi kịch cỡm với hai nền kinh tế nó khác nhau. Nhưng để chúng ta làm rõ là nền kinh tế Mỹ nó lớn như thế nào và những cái số liệu mà các cái sắc tăng ở Việt Nam đưa ra trên truyền hình nó liệu có đúng hay không và phù hợp chưa, thì chúng ta thấy được rằng là nó lệch nhau rất là nhiều giữa cả doanh thu lợi nhuận gộp và cả tất cả những cái về cái độ lớn và cái thị phần của những cái doanh nghiệp bán lẻ của Mỹ so với Vinamilk Việt Nam thì nó không phải là cái chỗ để so sánh. Điểm chúng ta muốn so sánh để làm rõ hơn trong cái câu chuyện là liệu rằng là từ năm 2009, tức là đáy khủng hoảng, đến bây giờ thì kênh bất động sản Việt Nam đầu tư hiệu quả hơn hay là chứng khoán đầu tư hiệu quả hơn? Thì thưa với anh chị và các bạn, tại tháng 2 năm 2009 thì giá chứng khoán của cổ phiếu Amazon trên thị trường chứng khoán Mỹ là 54,4 USD trên một cổ phần, đã trừ, tức là cái biểu đồ giá chứng khoán đã gọi là chiết khấu các cái phần cổ tức rồi. Thì đến tháng 9 năm 2018, tức là sau đó khoảng 9 năm thì Amazon có mức giá đỉnh điểm cao nhất là 2.050 USD trên một cổ phần, và mức tăng của Amazon trên thị trường chứng khoán Mỹ là 38 lần cho 9 năm. Thưa anh chị và các bạn, 38 lần cho 9 năm. Đó là để thấy được là mức tăng của cổ phiếu nó khủng khiếp thế nào. Còn ở Việt Nam thì sao? Vào khoảng tháng 2 năm 2009, tức là cũng đáy khủng hoảng của nền kinh tế toàn cầu, giá cổ phiếu của Vinamilk nó khoảng tầm 6.000 đồng trên một cổ phần. Và đến tháng 3 năm 2018 thì giá của Vinamilk là 165.000, nó tương đương với mức tăng khoảng 27 lần. Doanh nghiệp thứ hai mà chúng tôi lấy để so sánh với quý anh chị em và các bạn đó là Microsoft, mã chứng khoán trên thị trường chứng khoán Mỹ là MSFT.
Và đây là lĩnh vực công nghệ. Chúng ta dùng để so sánh với một công ty Việt Nam tương đồng, đó là FPT, thì chúng ta điểm nhanh qua các số liệu như sau. Về doanh thu của Microsoft năm 2018 là 125,8 tỷ đô la Mỹ, của FPT thì nó nằm ở khoảng 23,2 nghìn tỷ Việt Nam, tương đương với 1 tỷ đô la thôi. Như vậy là Microsoft gấp 125 lần doanh thu của FPT. Lợi nhuận gộp của Microsoft là 82,9 tỷ, tương đương với 66,3% doanh thu, còn của FPT là 8,7 nghìn tỷ, tương đương với 37,5% doanh thu, và nó tương đương với khoảng 365 triệu đô thôi. Tức là cái lợi nhuận gộp của Microsoft nó gấp rất nhiều lần so với lợi nhuận gộp của FPT. Lợi nhuận dòng của Microsoft là 39,24 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 31,1% doanh thu, còn lợi nhuận dòng của FPT là 2,6 nghìn tỷ, tương đương với 109 triệu đô, và nó cũng tương đương với 11% doanh thu. Về mức giá để chúng ta so sánh để có cái góc nhìn với lại bất động sản, thì với FPT, với cái mức giá của FPT năm 2009 là 6.000 trên một cổ phần, và đến tháng 9 năm 2019 với cái mức giá đỉnh điểm của FPT ngày hôm nay giao dịch là 57.600, tức là mức tăng khoảng 9,6 lần cho 10 năm. Còn với cái mức giá của Microsoft năm 2009, tháng 2 năm 2009 là 16,6 đô la Mỹ cho một cổ phần, thì đến ngày tháng 7 năm 2019 thì Microsoft giao dịch ở mức giá 141,6 đô la Mỹ cho một cổ phần, tương đương với mức tăng là 8,6 lần cho 10 năm. Đó là Microsoft. Chúng ta nhìn thấy được rằng là doanh thu và lợi nhuận so với một cái doanh nghiệp cũng được coi là lớn ở Việt Nam thì thực sự là nó cách đến tận 120 mấy lần, chứ không phải là 10 lần như Sắc Bình nói. Đó là doanh nghiệp cụ thể, và cả Amazon và Microsoft đều có cái khoảng cách, tức là nền kinh tế của Mỹ khác xa so với nền kinh tế Việt Nam, và gần như chúng ta so sánh là một cái phép so sánh không tương xứng và kịch cỡm. Thêm một doanh nghiệp cuối cùng mà chúng ta dùng để so sánh, đó là JP Morgan Chase, một trong những ngân hàng lớn nhất của nước Mỹ. Và với Việt Nam thì Vietcombank được xem là ngân hàng lớn của Việt Nam, thì chúng ta thấy rằng là doanh thu của JP Morgan Chase mà chứng khoán là JPM là 103,9 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận gộp là 30,7 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 29,5% doanh thu. Và Vietcombank thì sao? 68,1 ngàn tỷ Việt Nam đồng, tương đương với 2,8 tỷ đô la Mỹ. Nếu so với doanh thu của JP Morgan Chase thì gấp khoảng 50 lần, gấp khoảng 50 lần. Còn với lợi nhuận gộp và lợi nhuận dòng của Vietcombank thì tương đương là 20 ngàn tỷ. Anh chị em và các bạn, khoảng 613 triệu đô, thì nó quá thấp, 14,4 ngàn tỷ, tương đương với 21,4% doanh thu, và nó tương đương với 613 triệu đô so với cái mức lợi nhuận gộp của JP Morgan Chase là 30,7 tỷ đô, thì thực sự là cũng là 60 lần. Về giá chứng khoán thì tháng 2 năm 2009 thì JP Morgan Chase giao dịch ở mức 20 đô la Mỹ trên một cổ phần, còn tháng 9 năm 2019, sau 10 năm, thì JP Morgan Chase giao dịch ở mức 120 đô la Mỹ trên một cổ phần, tức là mức tăng khoảng 6 lần cho một cái doanh nghiệp là ngành tài chính. Còn với Vietcombank thì 20.000 đồng mà tương đương với 0,8 đô la Mỹ thời điểm hiện nay, quy đổi là 20.000 cho năm 2009, thì đến ngày hôm nay thì Vietcombank đang giao dịch và với mức là 81.000 trên một cổ phần, tương đương với 3,4 đô la Mỹ trên một cổ phần, và tăng 4,05 lần so với lại năm 2009, tức là sau 10 năm. Như vậy tổng thể ba cái doanh nghiệp gọi là tiêu biểu trên thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường chứng khoán Việt Nam, thì chúng ta thấy trung bình mức tăng của thị trường chứng khoán là khoảng 17,5 lần cho thị trường chứng khoán Mỹ và 13,5 lần cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhiều người sẽ nói rằng là với mức tăng như vậy thì nó cũng là bình thường. Có rất nhiều nơi bất động sản tăng với cái mức là 13-14 lần cho 10 năm. Thưa với anh chị và các bạn, chúng tôi đưa ra với những cái doanh nghiệp lớn nhất và to nhất trong nền kinh tế Việt Nam cũng như nền kinh tế Mỹ, thì anh chị và các bạn nên sử dụng cái phương pháp so sánh với bất động sản ở những cái khu gọi là những khu khá là ổn định, tính chất gọi là blue chip. Và tôi lấy ví dụ như là khu Bưng Ông Thoàn, một trong những cái khu mà có cái dự án Đông Dương. Đây là một trong những khu vực mà giá tăng. Năm 2009 thì mức giao dịch chủ đầu tư bán ra là 2,8 đến 2,9 triệu đồng trên một mét vuông, và mua đi bán lại thì mức giá khoảng 3,5 triệu đồng trên một mét vuông. Thì ngày hôm nay đang giao dịch tại cũng tại dự án này, thì mức giá tại cái dự án Đông Dương tại đường Bưng Ông Thoàn giao nhau với lại gọi là
liên phường thì nó nằm ở mức giá khoảng 29 đến 32 triệu đồng trên một mét vuông. Như vậy là mức tăng là 10 lần. Còn nếu như mà so sánh vào một số khu vực nó còn tăng tới mười mấy lần thì thưa anh chị và các bạn, trên thị trường chứng khoán, tôi lấy ví dụ trên thị trường chứng khoán Việt Nam, công ty Vicosol, một trong những công ty sản xuất đá, mà tại vì chúng tôi không sử dụng để so sánh là bởi vì doanh thu của công ty này chỉ khoảng 4-5 ngàn tỷ thôi. Nhưng mà nếu như tính từ năm 2009 đến nay thì công ty này tăng từ 2.000 mà tăng tới 120.000, tức là tăng gấp 60 lần cho 10 năm thưa anh chị và các bạn. Hoặc một công ty khác là công ty Phú Tài PTB thì mức tăng là từ 2.000 lên 80.000 sau 10 năm là tăng 40 lần. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cũng khá nhiều những doanh nghiệp tăng gấp 4-50 lần cho 10 năm. Nên là chúng ta không so sánh như vậy được. Thì hy vọng là những số liệu, những cái thông tin chúng tôi đưa ra để anh chị và các bạn thấy được cái tổng quan của nền kinh tế cũng như là so sánh thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong một video tiếp theo.